Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Subnautica. Tập trước mình đã làm được cái sóng A, nhưng mà nó tốn rất là nhiều điện. Uống nước vô. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. Bài cực. Ủa đó. À, hình như là mình không có được cái chỗ chính xác của cái người này. Kén cứu trợ mã đầu mối nè. Số 4. Ở gần tàu nè. Ở gần bên con này nè. Này quên tên này, Aurora. Tâm đất á. Và bánh chai. À cái cây súng này nè. Mình sẽ dùng để giết những con Leviathan. Mà nếu mà nó lại gần mình quá không thôi. Uống nước vô. Cái uống chi quách gờ heo. Đang làm gì? Bên này có mấy cái dưa hấu nè. Để lên ăn thôi. Ăn 3 trái. Sau đó mình sẽ chặt lại. Này để số mấy quên, số 1 không? Một trái. À đâu rồi? Rồi. Ủa lộn à? Tính sai à? Ăn luôn cái này đi. Ủa khoan. À được 4. Ê. Mấy trái chồng đó mình chưa có ăn tới luôn á. Hơi khó á. Rồi. Ok. Nước có rồi hả? Trong này có không? Mình cần có thêm pin á. Đây. Này rất quan trọng nè. Để mình xài cái súng á. Lần bắn được có 2 viên à. Không. Không phải lần bắn 2 viên mà là bắn được có 2 lần á. Thôi đỡ đạn luôn. Ý lộn rồi. Đó. Rồi mình sạc điện lên 0% nè. 21. Rồi. Mấy cái đồ của mình ồ. Đó. Và cái này, mấy này ok hết rồi. Có gì mình cần không? Này không có pin luôn nè. Rồi. Rồi tới sạc thôi. À, mình có cái này nữa nè. Cái laser cho cái C1 á. Game này không biết có không? À đây nè. Đó nè. Laser cannon nè. Cái này có khi Cyclops xài được luôn á. Với lại cái Ron suit á, không biết nữa. Để coi. Làm thêm một cái súng lực đẩy với lại hai bộ dây điện cao cấp là được rồi. Không biết mình có thể làm không á. Súng lực đẩy á. Có lụm chưa? Súng từ trường. Súng lực đẩy là cái gì? Có súng từ trường không mà súng lực đẩy mình chưa có lụm được cái gì á. Ý tính ra mình lụm được Cyclops rồi không? All systems online. Cyclops xong rồi. Ron suit thì sao? Có cái real arm nhưng mà chưa có cái grappling arm. Mình cần cái này. Có cái đó đi làm ron suit ha. Rồi Cyclops thì chừng nào mình đi xa mình làm. Giờ thì cũng chưa cần làm lắm đâu. Thì buổi tối giờ nó căng thẳng chơi ha. Lightbot nãy là Lightbot số... Để coi số 4. Bên này. Coi hình. Lên đây xíu. À đây nè. Thì ghê không? Kiếm cái này ra luôn. Rồi vô. Ủa vô được nè. Này phong. Ồ. Phải, quá. Đường vô đó ta. À đây đây đây. Được cái Databot với PDA. Ông này đã gặp cái con Ripper Leviathan. Và để lại cái bản vẽ của mấy viên đạn á. Đi dụ nó đi vô khác á. Mà mình có gọi. Nó là cái ngư lôi sấy này hay gì nè. Mà mình lụm gọi. Có cần phải nâng cấp nó lên không? Tại nếu mà xài C-Cline này mình vẫn chưa có test luôn á. Xài C-Cline nè. Là đúng là nó bơi nhanh ha. Nhưng mà cái chân dịch nó có tác dụng gì không? Mà thiệt. Có nhiều thứ mình chưa biết quá. Đi xuống lực đẩy nè. À. Ủa có thêm tín hiệu mới. Mừng quá. Đang không biết làm gì. Rồi để mình coi cái nâng cấp của C1. Đây. Real arm làm được luôn. Bỏ tài. Chưa cần đâu. Storage module.
Đây đựng đồ. Oh, reinforcement. Thầy để cho mình dai thêm xíu nhưng mà không cần. Ngư lôi khỏi luôn. Cái này á, đúng là cần á. Này cần nè. Để mà đựng đồ á. Làm không? Lithium top 1 đó, làm rải á. Rồi. Để vô đây. Đó. À đây này nè. Rồi đây, nó đây. Top top top. Rồi nghe tín hiệu nha. Tên beam. Aurora, we're approaching the planet. Đó. Tên beam sắp xuống rồi. Mình chuẩn bị có pin ion để xài. Nhưng mà bây giờ thì vẫn không biết làm gì. 39 phút đó. Tuy nhiên là tập này sẽ không có chứng kiến được cái cảnh sân beam nó xuống rồi. Hay làm Cyclops luôn. Ồ, bình oxy. Ồ, sao làm ta? Nó gấp lên. Cần, ồ, đủ luôn rồi nè. Rồi. Ok. Oxy kìa. 225. Quá đã. Chân vịt sạc và chân vịt. Mình nghĩ chân vịt sạc đấy á. Hỏi tốc độ cao gì hết. Polyaniline làm được, bộ dây điện làm được. Ok. Giờ mình sẽ đi kiếm cả đống bạc luôn ha. Rồi quay lại sau. Đây là những thứ mình làm được nãy giờ nè. Đi nãy giờ mà chưa hết oxy luôn, ghê không. Rồi. Đi có nước. Một chai. Yên tâm đi xa rồi đó, tắt đi. Cất vô. A slot. Để làm được bộ dây điện rồi nè. Nên cần thấy gì nữa. Bộ dây điện và cái gì ta. Ủa mình đang làm gì ta. Quên tiêu rồi. Đờ hả. Em thích làm gì ta. À nâng cấp thành chân dịch sạc gì đó. Cần có này. Đây. Polyadilin nè. Đó, nó tự động lấy đồ ở trong thùng đồ của mình, nó ráp cho mình luôn á. Quá đã. Ủa, acid lohyric chưa làm hả? Ủa sao làm được rồi? Vì mình làm một chai acid lohyric đi. Đây là cái lõi mod. Rồi sau đó mình dục. Đó, coi như là mình đã ráp rồi nha. Không chừng gian đâu. Đó, chân vịt sạc. Chưa giờ làm luôn. Đó giờ mình làm chân dịch để mình bơi nhanh không ạ. Mà không biết có nhanh không nữa. Ok. Tạc không gian cho cái dụng cụ đang cầm khi ra bơi. Tạc khi bơi phải không? Đang cầm. Có sạc nhanh không? Ồ cũng nhanh dữ ta. Ừ. Ồ quá trời nhanh luôn á. Còn này. Ồ. Không ngờ là cái này nó hiệu quả tới vậy luôn á. Mình tưởng là bơi khoảng chừng phút mới lên được 1% không à. Quá đã quá đã. Vậy là bây giờ khỏi lo sạc pin thôi. Hết pin cứ bơi xíu là được. Ăn vô. Ăn 3 nè, chặt 1. Đừng có sai thứ tự nữa. Ok. Chưa có tín hiệu gì mới. Kiếm cái khác để làm. Những thứ để mình thì chắc nâng cấp hết những thứ. Ờ khoan. Đồ lặn chấm phóng xạ. No, mình có bộ đồ mới mà. Đồ kia được hơn. Nhớ gõ ghẹ mình có kiếm được cái bộ đồ khác rồi á. Đây, được gia cố nè. Cần có sợi tổng hợp. Là gì? Sợi tổng hợp. Chắc là từ cái lá của cây kia. Cây grapevine gì đó. Vậy nè, phải không? Đúng rồi, nó nè. Cần có sợi tổng hợp với lại benzen. Benzen có dầu huyết. Ồ oh, có hết rồi. 1 2 3. Và cái gì? Qua đây nè. Chặt cái grapevine nè. Trời ơi, lên bên rồi. Lên 83%. Qua đã. Chặt hai cho cái ăn ha. Đi khoan gì sạc cái súng này được phải không? Mà sạc hơi lâu á. Cũng phải bơi khá lâu mới sạc được á. Nên tốt nhất là xài pin đi. Pin này lấy vô nè. Đến người luôn.
Rồi đây. Đây. Benzen. Em sẽ qua làm đâu. Rồi mới grab thành cái này. Đó, rồi làm gì nữa? Ô bên đây làm gì ta? À bộ đồ. Right. Ok. Lâu dữ ta. Được cái áo, áo và găng tay, mặt nạ dưỡng khí. Ok. Thì mình sẽ ok. Rồi đó. Mày cất vô. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là quan trọng đó là gì? Mình sẽ không thể nào qua được cái khu vực của Aurora nữa. Có phóng xạ đó. Mà dù tắt rồi nhưng mà vẫn còn kỳ gì đó. Có năng lượng kìa. Chắc là do mình grab á, grab nhiều quá thì. Giờ thôi để mình làm thêm một cái máy phát điện nữa đi. Cung điện nhiệt luôn nè. Hai máy này tiết. Một aerosol. Còn hồng ngọc không? Còn một à. Ừ, kệ đi, làm được cái máy cũng được. Lấy cái aerosol vô. Vô lộn, lấy cái này vô nè. Chặt nó một cái lấy cũng được. Hình như là chặt được hai cái, chặt ba cái là hết luôn á. Rồi chồng lại đi. Đây. Magnetite với titanium thì chắc phải đi kiếm rồi. Đây một. Mình cần như mảnh ta hai phải không? Quên tiêu rồi. Đừng có cạp. Trời ơi, ơi là mày cạp thuyền của tao. Cho mày ăn đủ luôn nè. Wow, khoan. Đổi chế độ sao qua này. F không? Yeah. Laser. Ủa có laser nè. Bắn kiểu gì? À chuột phải hay gì á. Tốt ít pin hơn nè. Mày hả con. Laser mày chết ngắt luôn. Ô cái này. Chết đi. Rồi sửa C1 thân yêu của mình lại mới được. Ok, kiếm tiếp. Làm hết vui vậy. Ủa, đây nè. Đây lụm chưa? Lụm gọi phải không? Đâu ra này nữa vậy? Rồi đấu luôn rồi. Vàng, oh man. Bự dữ. Mà sẵn tiện đây thì kiếm luôn nhiều á. Nào đây, cạp ở đây. Trời ơi. Dưỡng mặt hả? Mày hả con? Giờ không sợ nào nữa. Nào không giữ là giết liền. Không có hiện như là phần trước ở đâu. Tính ra phần trước mình cũng giết hết hai con gót rồi còn gì. Ý mà khoan. Ê da, ngoài chế độ laser còn gì nữa. Scale là gì? Thử á. Oh shit. Giống như laser vậy đó. Hình như là thu nhỏ lại sao ta. Để mình thử. Ô oh, lại bự ra. Không chơm 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 chơm. Vui nè vui nè. Này vui nè. Gươm vậy. Sao nó bự ra. Khoan. Còn gì nữa không? Súng này vui quá. Scale. Standby. À là hết rồi. Có nhiêu đó à. Đầu tiên là cái chế độ one shot á. Bắn phá hồi chết ngắt luôn á. Hai là laser. Ba là sẽ phóng to tụi này lên. Bữa nào đi kiếm mấy con là vai thanh là nó bự lên chơi. Đi hút chỗ mình cần đi luôn. Mình chỉ cần xây cái này ở đâu đó ngay đây thôi. Ủa đúng rồi. Mình có cái giáp rồi mà. Mới làm bộ đồ quá cho xịn luôn. Mình chưa lưu lại nha. Lưu lại cái. Tại vì nhiều khi á, tự nhiên làm cái bụng mới chết ngắt luôn à. Không hiểu tại sao luôn á. Rồi đi. Ok, có điện không? Không, mình cần phải làm thêm một cái trụ phát điện nữa. Cần vàng và titanium để nhà rồi. Nó được nhiêu độ vậy?
gì củ chuối vậy, không bay bay rồi. Để tát bên luôn mà. Đó nha. Đây. Rồi, xong. Ok, đi. Tuyệt vời. Ủa khoan. Ủa tới không vậy? Kỳ vậy? Phát nước hả? Lỡ uống đại cho này đi. Ủa? Cái này kết nối nhau nè, nhưng mà là không có điện. Không có điện về nhà mình á. Có một cái tụ điện bên này mà phải không? Đây là một lần chỉ được xây ba cái thôi. Ồ, đó rồi. Vậy là phải bắt buộc xây đây à. Rồi. Đây. Về nhà rồi, ok, được rồi. 1075. Rất tốt. Cái máy này ngưng làm rồi bởi vì máy này thì một cái điểm yếu là luôn luôn phải tiếp nguyên liệu cho nó để nó hoạt động á. Còn có một cái máy khác nữa tốt hơn là nuclear reactor rồi, tốt hơn cái bio reactor nhưng mà chưa quét, từ từ sẽ quét thôi. Rồi, như tập này mình sẽ ngừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.